tụi nhỏ dưới đây nè nghèo mà ham học, nên anh mới quyết định đó là sửa cái mái che của ngôi đình này lại nè để làm cái lớp học dạy tụi nhỏ. Ngày mai dẹp cái lớp học ở trong đình nghe chưa? Ok. Ông trời ơi, sao mà ngang trái như thế này? Thôi đừng có buồn đi con. Má, ai làm cái gì mà dọn dẹp dữ. Ui ba, cái đình này mình không dọn ai dọn đâu chị hai. À, chị hai ra tôi nói cái này cái tính nhờ chị tư vấn giùm cho cái vườn trái cây nhà. Trái thì nó có ra nhưng mà nó không có lớn, eo uột mà nó không ngọt nữa chị hai. Dễ mà, chú đem cái phân Genki á nhập khẩu từ Nhật Bản của tập đoàn nông bón cho mỗi gốc vậy nè. À, cái cây này lớn tạng à nha, 3 kg, nhỏ nhỏ thì 2 kg. Nó tốt lắm rồi, mình tưới nước xuống, Genki nó cải tạo đất là số 1 luôn đó chú à. Cái Genki á là hình như là theo tôi biết á là nó giúp cho cái vi sinh vật ở trong đất, cái vi sinh vật có lợi cho cây trồng nó phát triển, đúng không? Cảm ơn chị hai nhiều nghe. Nhưng mà chị hai, năm ngoái á chị hướng dẫn tôi xài cái gì phân bón Borolot á, nên trái nó đậu quá trời đậu luôn, đậu thấy thương luôn á chị hai. À mà chú Tư phải nhớ về nha, khi mà cái trái mình nó lớn rồi đó, mình phải thêm cái kali cao để cho chất lượng cái trái nó thiệt là ngon. Cây khế này trái ra dữ ta. Thằng Tâm á, bởi nó thương con Hoa, nó chăm sóc cây khế này như chăm sóc người yêu của nó vậy đó cậu Tư. Ôi tôi biết từ lâu rồi, tôi biết hai nó thương nhau, dù gì cũng học chung trường làng mà chị. Vợ thằng Tâm nó cũng học xong rồi. Tôi nghĩ chắc cậu cũng tính ngày. Tính ngày cho tôi qua, tôi coi mắt qua cho nó được không cậu? Được vậy quý quá trời. Nói thiệt chứ, chị tính sao không được đó. Muốn tính sao tính. Thấy không? Chỉ mong thôi cho hai đứa nhỏ nó hạnh phúc thôi chị ạ. Nhưng mà nè, có cái ruộng nhà năm chung là bây giờ chị có đi với tôi không? Đi cùng với tôi đi. Đi ra ruộng. Tại vì tôi tính rải cái trị ốc chung với cái đợt phân bón lót đợt này. Bây giờ coi đồng hồ tôi coi mấy giờ. Giờ này như tôi cũng hẹn với thầy thợ đó. Ấy cậu mua giùm tôi đi nha, mua cái trị ốc giùm tôi đi. Ủa đây có nghĩa là giờ chị là 5 mẫu đúng không? Nhà tôi 5 mẫu, một mẫu là 5 kg. Ừ. Vậy thì mua 25 kg. Ừ. Ha. Rồi thì sẵn hẳn đó tôi tạt ra ruộng tôi đưa giao cho thợ. Ồ, cảm ơn cậu. Bây giờ thôi tôi về lo cơm nước cho thằng Tâm. Nha. Thôi tôi về đi. Về đi, tôi cũng vô chuẩn bị rồi, đi ra luôn. Ủa, con đi đâu đây? Đi đâu? Dạ, má, con qua con sửa mái đình mấy bữa nay mưa lớn quá nó bị dột nước đó má. Thôi tôi biết rồi, sửa mái đình không biết phải sửa mái đình không? Mà chắc qua gặp người ấy chứ gì, thôi đi vô đi. Dạ. Má mới gặp cậu Tư. Má bàn với cậu Tư về cái vụ hỏi vợ cho con rồi, hỏi con qua cho con đó nha. Thiệt không má? Thiệt chứ, má đâu có gạt con. Cảm ơn má nha. Thôi nè, vô đi má, về má nấu cơm rồi về nhà ăn cơm chứ không? Dạ. Má gì à? Má về cẩn thận nha má. Hết hồn chứ.
chơi hụt, chơi mà chơi 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 đá mà lỡ trúng đầu người ta sao? Thấy ngọt lắm á. Thấy ngọt hả? Đúng rồi, ăn khỏi cần chấm muối luôn. Ừ, vậy tôi thích khế chua chấm với ớt mới ngon chứ. Thích khế chua. Thích khế chua mà chứ trồng khế ngọt là sao? Thì giờ người ta có khế nào thì ta trồng khế đó. Mà Tâm có nhớ không? Mới sao? Đây mà đã 6 năm rồi đó. Hồi xưa là lần đầu tiên em đem trồng cây khế ở trước sân đình này nè. Là lúc đó em mới có 13 tuổi. 13 tuổi, vậy là bây giờ 19 tuổi. Ừ. À, nhưng mà cũng nhanh thiệt á. Anh á thì tính đi tính lại thì về đây được khoảng 1 năm rồi. Nhưng mà anh thấy á, tụi nhỏ dưới đây nè, nghèo mà ham học. Nên anh mới quyết định á là sửa cái mái che của ngôi đình này lại nè, để làm cái lớp học dạy tụi nhỏ. Nhưng mà em biết không, tụi nhỏ thấy thương lắm. Tụi nó nghèo nhưng mà ham học lắm. Vậy hả? Đúng rồi. Ham học. Bởi vậy thầy giáo gì kỳ. Ơ sao kỳ? Thầy giáo gì á mà không có chịu lấy lương. Làm hoài mà không có miếng lương nào hết trơn á. Rồi hả, học trò thì cho gạo nè, chỉ lấy mấy ký gạo thôi ha. Rồi đồ ăn á, ai cho gì ăn đó. Thì giáo vậy không kỳ với lại gì. Thì tại tụi nó nghèo mà. Nghèo, mình giàu hả? Hả? Cái gì vậy? Ai giống như ông cái tổng thình cơ. Mà em biết không, anh phát hiện rồi nha. Mấy bữa nay á, ông cứ hay đi lanh quanh cái ngôi đình này nè. Không biết ông làm cái gì nó mà ông đi hoài à. Hả? Thì đúng rồi, thì cái đình này là do ông bỏ tiền ra. Thì ông tự đắc nên ông đi vòng vòng vậy đó. Mà ông cũng tốt bụng lắm nha. Như là ổng cho ông ngoại em nè tá túc ở sau đình này nè, làm thủ tự. Rồi hả, còn cho mượn luôn cái sân đình kế bên á để mà trồng ruộng. Rồi hả, kiếm lúa gạo ăn hàng ngày đó. Ổng vậy là tốt quá trời. Tốt bụng? Tốt bụng cái gì mà tốt bụng? Anh thấy là không có tốt bụng chút nào hết á. Ổng đi qua cái ngôi đình này á là ổng tìm cách để nói chuyện với em á. Mà mỗi lần nói chuyện với em, hai con mắt nhìn thơm lơm vậy nè. Thấy mà ghét. Thì đúng rồi, người ta cho ở phải nói người ta tốt bụng chứ. Nè. Hả? Anh nói gì vậy? Chứ gì nữa? Ổng á, đáng tuổi cha của em á. Nói tầm bậy không à. Chị, cha thì cha chứ. À, ngày mốt á là cất công sửa đình rồi. Cậu cho học trò nó nghỉ đi, khi nào sửa xong mà cho nó đi học lại, nghe không? Ý mẹ đất ơi, cái chùm khế sao mà nó xanh tươi mới mởn giống y hệt như là cô Hai đây vậy. Cô Hai cũng xanh tươi mới mởn. Trời ơi, cô Hai ơi, nhìn cái mặt cô Hai sao mà tôi muốn cắn, tôi muốn cắn cái chùm hoa khế quá. Khởi nè, khởi nè, cắn đi nè. Dạ, 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 xin phép ông tổng cho tôi được vô trong thắp nhang. Ngày nào giờ ngọ tôi cũng vô thắp nhang hết á. Nè. Dạ. Qua đi qua đây là Hai cũng biết qua muốn gì rồi. Nè, cha con cô hồi đó làm ruộng trên đất của Hoa đó, đâu có tốn tiền phải không? Ở nhà của Hoa cũng đâu có tốn cắt nào phải không? Thì Hai phải xử làm sao cho nó êm đẹp. Còn nếu không á hả, tiền nhà, tiền ruộng 10 năm nay phải trả sòng phẳng cho tôi. Nếu không là không yên với tôi đâu ạ. Nè, ông khỏi lo đi. Tôi á là tôi sẽ rước bác Tư với Hòa đây về nhà tôi ở. Mày im đi. Bộ muốn đi giờ đi hả? Nè, tiền mướn ruộng, tiền mướn nhà 10 năm nay ai trả? Lờ mờ với tao hả? Tao gông cổ cả đám chứ không phải giỡn đâu. Cái đó ông khỏi lo đi, chuyện đó để tôi tính. Ê,
Mày tưởng mày là thầy giáo là mày ngon hả mày? Nè, tao cho người biết, ngày mai dẹp cái lớp học cái đồng đình nghe chưa? Ok. Ông tổng, chuyện của tôi á thì tự tôi lo, không có liên càng tới anh Tâm hết á. Giận ông, quá nè. Ông bớt giận nha. Giận chưa? Ông... quá giận rồi. Nè, nghe lời qua đi rồi qua thương nghe không? Chạy qua nè, thầy mới về dạy để hơn một năm chắc thầy chưa biết tính của cái tổng thình này đâu ha. Cái tổng thình hả? Cái tổng thình á thì sao? Cái tổng thình này, cái thích là làm, mà làm mà phải làm cho bằng được. Tôi nói vậy thầy nghe thầy có hiểu không? Nè, nếu mà hiểu rồi á thì nên tránh xa cái mà tôi thích đi nghe. Nghe chưa? Tôi đi à. Trời nắng nhức đầu quá. Làm gì đứng thẳng người ra vậy con? Dạ, cha. Cha thấy lo cho mày quá mà. Thằng Tâm á thì nó thương mày, nhưng mà nó không có đủ sức, nó nghèo, không đủ sức lo cho con. Còn cái thằng cai tổng Thịnh, vợ nó mất sớm, tự nhiên nó dở chứng đòi lấy con làm vợ. Cha không muốn chút nào hết á. Má còn mất sớm, bên nội ngoại mình cũng không còn ai hết. Còn với cha ở trong cái sân đình này, mình làm ruộng của cai tổng thình. Đó giờ mình mượn chứ mình đâu có mướn đâu. Rồi tự nhiên này ông vợ chứng, ông đòi tiền thuê ruộng 10 năm. Mình chạy đâu ra tiền trả cho ông á cha? Rồi cha con mình biết đi đâu, làm gì để sống. Cha ơi, con suy nghĩ kỹ rồi. Thôi thì con ưng làm vợ của cai tổng thình luôn. Chỉ có như vậy á thì mồ mả ông bà rồi cũng má, cha con mình mới được sống yên thân cha. Ông trời ơi, sao mà ngang trái như thế này? Cha, con với thầy giáo Tâm á, tuy là có cảm tình với nhau, nhưng mà tụi con chưa cưới hỏi gì hết á. Thì con nguyện đành để kiếp sau làm vợ chồng với anh. Thôi thầy, con cũng muốn sao không được, nhưng mà ráng sống tốt đi con. Dạ, con chịu lấy cai tổng thình. Một là vì cha, hai là cũng vì anh Tâm. Con muốn ông để cho ảnh yên. Cha đừng có buồn vì con cha. Con gái tôi, tội nghiệp con gái tôi. Trời ơi, lỗi cho em anh Tâm. Nếu không làm vợ cai tổng thình thì cha con em chỗ đâu mà ở, ruộng đâu mà làm. Tha lỗi cho em anh Tâm ơi. Thôi đừng có buồn nữa con. Má, thank you.
trong vô một mình trước sân đình, nay nói dân trú bồng. Em có chăng một lần đứng lặng thầm trước sân thềm, nhìn qua mô hương. Anh vẫn sống một mình, một mái nhà tranh bụi tầm vọng trước ngõ, ngó qua sân đình đau lòng gió, bông khế rụng rụng môi hoàng hôn. Em về làm dâu nhà người, lìa xa hồ không thể quên buổi vui sau hè bụi tre trước ngõ. Tóc em rủ gương lượt biển sâm soi, gió dần mây ngồi buồn một mình. Nơi quê xưa thung đường ương yêu, nhớ thương mà nhìn chỉ ngậm. Mình trước sân đình nay nói dân trú bồng. Em có chăng một lần đứng lặng thầm trước sân thềm, nhìn qua nẻo cô hương. Anh vẫn sống một mình, một mình một mái nhà tranh bụi tầm vọng trước ngõ, ngó qua sân đình đau lòng cơn gió, bông khế rụng rụng môi hoàng hôn. Em về làm dâu nhà người, lìa xa cố thổ không thể quên buổi vui sau hè bụi tre trước ngõ. Tóc em rối bù gương lượt biển sâm soi, gió dần mây trôi ngồi buồn một mình. Nơi quê xưa thung đường ương yêu, nhớ thương mà nhìn chỉ ngậm ngùi. Ôi những cuộc tình dân già xưa nay, ví như giọng phu kia quá đã vậy mà thôi. Ai biểu em đêm trong trưa sân đình bỏ một mình, cây khế trổ vòng. Ai biểu em đêm trong trưa sân đình bỏ một mình, cây khế trổ vòng.